mái tóc dài, bờ mái rủ xuống cặp mắt như chiếc rèm cửa. Không một thằng bé nào thèm để ý đến Lionel Messi. Trong mắt chúng, cậu không khác gì những đứa trẻ còn lại trong trại huấn luyện của Barcelona. Messi bắt đầu sửa soạn lại một chút trước khi bước vào phòng thay đồ. Cậu quăng người vào góc phòng, tránh xa đám nhóc 13 tuổi khác, trong đó có cả những nhà vô địch World Cup tương lai như Gerard Piqué hay Cesc Fàbregas. Đó là một buổi chiều thứ hai chán ngắt vào ngày 18 tháng 9 năm 2000. Messi đặt chân đến thành phố này đúng vàng trưa sau chuyến bay kéo dài 24 tiếng từ quê nhà Rosario tại Argentina. Đây là lần đầu tiên cậu được hít thở không khí Tây Ban Nha. Cậu phải tất tưởi quăng đám hành lý vào phòng ở khách sạn. Barca muốn cậu đến tham dự ngay buổi huấn luyện lúc 6 giờ tối cùng bọn trẻ cùng trang lứa. Messi chỉ hy vọng rằng mình được nhận vào đội bóng thôi, nhưng bấy nhiêu đó cũng có vẻ quá khó với cậu. Cậu nhỏ con quá, khi phải chạy trên đường đất nện trong sân tập sát cạnh Piqué, cậu giống như thể chỉ đứng tới thắt lưng của thằng bé. Cái ngày mà Leo đến đây, chúng tôi thấy cậu nhỏ bé quá, ốm yếu quá. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đang hành hạ cậu ta. Marc Pedraza, một nhân vật quan trọng tạo nên thế hệ vàng 87. Cái tên chỉ thế hệ thành công của Học viện bóng đá Barcelona và các cầu thủ đều sinh năm 1987. Thế nhưng ngay lúc cậu ta chạm bóng, chúng tôi đã nhận ra tố chất phi thường. Không ai có thể lấy bóng ra khỏi chân cậu ta lúc ấy. Messi đã nung nấu ý định đến Barcelona từ cái ngày mà cậu được thấy Ronaldo của Brazil tung hoành ở Camp Nou vào giữa thập niên 1990. Cậu đã vui như điên khi có được cơ hội này và sẽ làm mọi thứ để cơ hội không đi qua. Đó là khởi đầu cho 17 tháng ròng thử thách. Josep Maria Minguella, gã đại diện đã mang Diego Maradona và các ngôi sao Brazil như Romario và Rivaldo đến Barca, được giới thiệu đến Messi vào đầu năm 2000. Những đối tác gửi cho hắn hàng loạt những pha bóng đẹp mắt của Messi được ghi vào trong một cuốn băng video vào tháng 2 năm ấy, kể cả những đoạn phim đóng trong một quảng cáo cho Mastercard. Lúc ấy, cậu ta đã thi đấu hệt như bây giờ rồi. Miguela trả lời Bleacher Report, rồi hắn huýt sáo và lắc cánh tay ra điệu như một con rắn trường để mô tả cái cách Messi đi bóng xuyên qua hàng phòng ngự. Cậu bé ấy đã được nhắc nhiều ở Rosario, trên những tờ nhật báo của thành phố có bài viết dài về cậu. Năm 9 tuổi, cậu đã xuất hiện trên sân bóng trước những trận đấu chuyên nghiệp của Newell's Old Boys để quần thảo cùng trái bóng. Khoảng 15 phút cho một lần trình diễn và người hâm mộ thả những đồng tiền vào trong để tỏ sự mến mộ. Nhưng Miguela vẫn không dễ bị thuyết phục. Messi còn quá nhỏ, thân hình quá bé và quá xa xôi. Nhưng những cộng sự của hắn ở Nam Mỹ cứ khăng khăng rằng hắn phải kiên nhẫn. Thế là hắn giới thiệu tài năng này cho người bạn lâu năm, Carles Rissac. Lúc ấy đang là giám đốc kỹ thuật cho đội 1 Barca và là người có tiếng nói đối với ngài chủ tịch. Rissac cảm thấy hơi bị hấp dẫn. Ông cứ tưởng Messi đang ở độ tuổi chừng 18 hay 19 gì đó. Và với độ tuổi ấy, Pep Guardiola từng được Miguela làm người đại diện vào 10 năm trước. Nhưng khi Miguela tiết lộ rằng Messi chỉ mới 13, ông ấy phát hoảng. Cậu điên à? Rissac dễ nảy. Tuy nhiên, ông vẫn đồng ý gửi cậu bé đến Barcelona vào vài tuần sau. Miguela đặt vé máy bay vào khoảng tháng 9 năm 2000 và đưa Messi cùng bố, ông Jorge, thẳng đến một khách sạn trên đường Palace de España trong thành phố. Buổi tập huấn diễn ra tốt đẹp, cậu bé nhanh chóng tạo ấn tượng với các huấn luyện viên. Tạc rằng, Miguela, trái tim hàng phòng ngự của Barca hơn 15 năm, đã so sánh rằng Messi giống người đồng đội cũ của ông là Diego Maradona. Đó cũng là cảm xúc chung của Xavi Llorente, một huấn luyện khác của học viện. Bạn có thể thấy trái bóng dính chặt vào chân Messi như dính keo. Llorente kể với Bleacher Report, cậu ta rất nhanh và lúc nào cũng cúi đầu khi chạy. Động tác ấy tạo cảm giác cậu ta không thể biết được bản thân đang chạy đi đâu, nhưng cũng giống như Maradona, nhãn quan của Messi rất tốt. Chỉ cần ngước đầu lên một chút là cậu ta có thể thấy diễn biến tình huống ra sao. Mặc dù thế, vẫn còn nhiều sự hoài nghi. Một vài người đã nói rằng cậu ta rê dắt quá nhiều, thân hình quá nhỏ. Một vài ý kiến khác lại cho rằng việc sử dụng cậu ta là phi thực tế. Rissac kể lại, nhiều lắm chứ không ít đâu. Không có bất kỳ huấn luyện viên nào, kể cả Joaquim Rive, người đứng đầu học viện Barcelona, dám đặt cược vào một cầu thủ nhí đến từ lục địa khác. Chuyện đó chưa từng có tiền lệ, không có gì đảm bảo rằng một đứa trẻ trong độ tuổi ấy có thể làm được điều gì lớn lao. Vậy nên họ chờ đợi phán quyết của Rissac. Tháng 9 đầy mơ mộng của năm 2000 dần khép lại, cha con Messi càng thêm lo lắng. Họ đã phải hoãn lại chuyến bay để về nhà. Rissac đã trở về từ Úc và ông đến thẳng khu trại huấn luyện để theo dõi trận đấu vào cuối ngày 2 tháng 10 năm 2000. Messi được thử thách bằng cách cho thi đấu trong nhóm gồm những cậu bé hơn cậu 2 tuổi. Những huấn luyện viên cộng cán của học viện đều có mặt, bao gồm cả Rive, Miguel, Loren và Rodolfo Borrell, người giờ đây đã làm giám đốc kỹ thuật của Manchester City trên phạm vi toàn cầu. Không có dấu hiệu gì của Rissac khi trận đấu được bắt đầu. Để rồi ông bất thình lình xuất hiện, thân hình thô kệch của ông lù lù ở những bậc thềm của sân số 3.
Ngay khi tôi đến ở bên ngoài đường biên, trọng tài đã thổi còi cho trận đấu bắt đầu. Tôi rảo bước vòng quanh sân, trò chuyện với những anh đồng nghiệp. Rồi tôi dừng lại sau những cột gôn, theo dõi trận đấu một tí và đến khi hội cùng những huấn luyện viên trên băng ghế. Tôi đã nói, anh có thể ký hợp đồng với cậu bé kia ngay đi, cậu ta thật phi thường. Rezac ra về không lâu sau đó, ông ta chỉ ở lại đúng 10 phút và như thế quá đủ. Ngày hôm sau, cha con Messi bay về Argentina và thấp thỏm chờ đợi. Không có cuộc gọi nào có vẻ là sẽ đến. Những người đứng đầu ở Barca vẫn còn đang thảo luận. Trường hợp của Messi là chưa có tiền lệ bao giờ và điều đấy đem đến một vài cân nhắc. Cả thế giới đều tin tưởng cậu ta. Miguel nói về Messi, chỉ có một vướng bận lớn nhất là cậu bé quá nhỏ con. Về mặt kỹ năng không ai nghi ngờ gì cả, cậu ta là duy nhất. Nhưng mọi người đều cho rằng cậu bé sẽ không trụ nổi qua những pha tắc bóng. Hình thể là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng. Ngày 31 tháng 1 năm 1997, tại phòng khám nội tiết của bác sĩ Diego Schwartzen, Messi đã được thông báo về căn bệnh của mình. Một thành viên của câu lạc bộ nói với tôi rằng họ có một cậu bé vô cùng tài năng, nhưng không hiểu sao thân hình lại bé nhỏ quá, thế nên muốn tôi trông nom cậu bé để tìm xem có phương cách nào giúp đỡ được hay không. Vị bác sĩ kể lại, Messi năm ấy được 9 tuổi, chiều cao của cậu là 1m27, tức là thấp hơn những 10cm so với các bạn đồng trang lứa. Bác sĩ Schwartzen đã tiến hành một vài xét nghiệm và kết quả cho thấy cậu bé bị nhỏ người vì thiếu hụt hóc môn tăng trưởng. Đấy là một căn bệnh nghiêm trọng. Nếu căn bệnh là di truyền thì các biện pháp y khoa không thể nào giúp vóc dáng của cậu bé lớn lên khi trưởng thành. Chỉ một trong 20.000 đứa trẻ được sinh ra bị mắc chứng bệnh ấy. Tỷ lệ tuy nhỏ nhưng không phải là quá kỳ lạ. Bác sĩ Schwartzen nói, Messi được chỉ định phải tiêm bổ sung hóc môn hàng ngày. Messi đã phải tự tiêm thuốc cho mình với cây kim tiêm to như cây bút mực đâm thẳng vào chân của cậu. Thỉnh thoảng cậu bé phải bỏ tập vì vết tiêm quá đau đớn. Chi phí trị liệu không hề nhỏ một chút nào. Mỗi tháng gia đình phải mất khoảng hơn 1.000 euro. Bố của Messi phải cầu viện đến bảo hiểm y tế. Nhưng khi nền kinh tế Argentina lâm vào suy thoái vào năm 1999, việc sử dụng bảo hiểm ngày càng khó khăn. Thế là Newell's Old Boys đã nâng đỡ và hứa rằng sẽ giúp gia đình chi phí điều trị. Thế nhưng sự thật không đúng như thế. Jorge Messi cảm thấy bực bội và đôi chút nhục nhã với thái độ của đội bóng. Giám đốc thể thao của Newell's là Sergio Omar Almirón, một nhà vô địch World Cup năm 1986, thường xuyên tránh gặp mặt. Còn mỗi lần gặp, ông chỉ gửi đúng 40 peso, tức là chỉ bằng 1 phần 25 so với chi phí thực sự. Điều này được cái viết Gulam Balagur ghi lại. Thế là Jorge Messi trở nên bất mãn và ông mang người con trai đến khu huấn luyện của River Plate ở Buenos Aires, thế nhưng vẫn không có kết quả. Sau đó thì Miguel và Barca đến. Nếu Messi gia nhập Barcelona thì đó là cơ hội cho cậu bé chi trả những hóa đơn y tế đắt đỏ. Việc Messi chuyển từ lục địa này sang lục địa khác cũng mang nhiều vấn đề đau đầu về di cư và tài chính. Bởi vì theo luật của FIFA, gia đình cậu cần phải đi theo cậu. Cha cậu sẽ phải kiếm việc làm. Mọi chi phí đều được chi trả bởi chính ngân sách học viện. Nó làm tiêu tốn khoảng 13 triệu euro, tức là 14,1 triệu đô la vào năm 2000, theo nghiên cứu của Balagur. Cha của Messi không muốn con trai phải ở lại La Masia, khu nhà nội trú nổi tiếng của Barca cho các học viên. Đó xưa là một khu trang trại cũ đã được xây lại và tọa lạc không xa Camp Nou là bao. Cậu ấy nói rằng cậu ấy cần phải ở với gia đình của mình. Juan Gaspar, chủ tịch Barca vào giai đoạn trên, tiết lộ, một cậu nhóc 13 tuổi đến từ Argentina hẳn nhiên không giống như một cậu bé Tây Ban Nha, có nhà chỉ ở cách 100 cây số đến Barcelona và cậu ta muốn ở chung với gia đình của mình. Barcelona buộc phải trả chi phí chỗ ở, điều đó chẳng bình thường chút nào. Chúng tôi có La Masia, nơi mà các cậu bé có thể ở lại, thế nên chúng tôi trả lời rằng không được đâu. Thế nhưng Carles Rissac, người có con mắt nhìn người tin tưởng đã nói với tôi, nghe chủ tịch à, chúng ta không được để mất tài năng này, chúng ta cần phải tạo ra một ngoại lệ. Tôi đã nhìn thấy những gì cậu ấy làm được, những thứ mà tôi chưa từng được chứng kiến trước đây. Tuần qua tuần lại cứ trôi trên mảnh đất Rosario, thoáng chốc đã gần đến tháng 12 năm 2000, vẫn chưa có quyết định gì đến từ Barca và gia đình Messi muốn nói lên tiếng nói của mình. Ruben Horacio Gazzioli, một thương gia từ Rosario nhưng đã sống ở Barcelona từ năm 1970, đã đại diện cho gia đình. Những người thân chủ của tôi ở Argentina nói rằng, Horacio hãy cho Barcelona biết, chúng tôi không thể đợi chờ lâu hơn nữa. Nếu họ không muốn ký hợp đồng thì cứ nói để chúng tôi tìm kiếm một phương án khác. Gazzioli thuật lại với Bleacher Report. Vào một sớm chiều ngày 14 tháng 12 năm 2000, Gazzioli gặp mặt Rezac và Miguel ở câu lạc bộ quần vợt Pompeia, tọa lạc ở chân đồi, một ngọn núi có thể nhìn toàn cảnh Barcelona, để cùng nhau thống nhất kết quả cho hiện trạng hiện tại. Họ tiến hành thỏa thuận đúng điều quý ông. Theo như kịch bản, Rezac kêu gọi chàng phục vụ để nhờ lấy một cây bút và một tờ giấy. Ông lấy cây bút xong nhưng lại muốn tạo gì đó ngẫu hứng. Ngài giám đốc chộp ngay tờ giấy ăn trong hộp đựng bằng kim loại và bắt đầu viết lên đó.
Gazzioli liền đem nó đi chứng thực vào ngày hôm sau để đảm bảo. Barcelona ngày 14 tháng 12 năm 2000, với sự hiện diện của Miguel La và Horacio, Carles Rissac, giám đốc kỹ thuật của Barcelona, cam kết sẽ ký hợp đồng mà không cần quan tâm đến những yêu cầu khác của Lionel Messi, miễn sao những thỏa thuận ban đầu vẫn được tôn trọng. Càng ngày, ông Jorge càng trở nên lo lắng hơn. Gazzioli nói, ông cần cái gì đó được viết ra, một lời hứa rằng họ sẽ đồng ý với Leo, và tờ giấy ăn đã giúp ông bình tĩnh hơn. Nó giúp tất cả mọi người yên lòng, nếu như nó không được ký kết, Leo đã không thể trở thành thành viên của Barcelona và chúng tôi chỉ còn cách tìm một đội bóng khác. Rissac thông báo ngắn gọn tình hình cho Juan Lecuera, giám đốc chịu nhiệm vụ quản lý học viện bóng đá trẻ của Barca, vào ngày 8 tháng 1 năm 2001. Lecuera có bữa ăn tối với Rife để tiến hành hoàn thành những chi tiết của bản hợp đồng. Chàng cầu thủ sẽ nhận được 100 triệu peso mỗi năm, tương đương 654.000 đô la, nếu cậu được vào đội 1, và cậu sẽ nhận được tiền phí cho bản quyền hình ảnh của mình. Đó là một bước tiến lớn đối với một cầu thủ còn nhỏ tuổi. Điều khoản này đã được thúc đẩy từ cuộc thương thảo khi Barcelona tiếp cận Andres Iniesta, theo lời của Luis Martin trên tờ El Pas. Barcelona sẽ lo hoàn toàn chi phí điều trị bệnh cho Messi, trả tiền thuê nhà cho gia đình cậu bé và cung cấp cho Jorge Messi một khoản lương trị giá 7 triệu peso, tương đương với 45.000 đô la cho công việc ở Banaporte, một tổ chức bảo vệ trực thuộc Barca. Tất cả mọi chuyện đều êm xuôi với phàn nàn duy nhất là bản hợp đồng dễ ăn. Cái đó là do ngài giám đốc đội bóng. Đó cũng là lúc mọi thứ tồi tệ nhất sắp xảy ra. Bên ngoài những cánh cổng của thành phố, Juan Laporta đang tạo ra nhiều rắc rối cùng với chiến dịch Le Elephant Blow, thứ sẽ nắm giữ bộ máy quyền lực vào năm 2003. Đội bóng này sắp nổ tung đến nơi rồi. Anton Parreira, người lúc ấy đảm nhiệm vai trò giám đốc điều hành dưới nhiệm kỳ của Gaspar 2000-2003 nói, Juan Gappa, chủ tịch Barca giai đoạn 2000-2003 không thể tìm ra được tiếng nói chung cùng bộ sậu của mình. Thể chế của ông quá yếu kém, ông tạo ra quá nhiều rắc rối và nó ảnh hưởng đến đội bóng. Ví dụ những lời tố cáo về hành vi tham nhũng thông qua mua bán cầu thủ. Đó là trường hợp của Marc Overmars và Emmanuel Petit, không hề có dấu hiệu nào cho sự yên bình. Tất cả chỉ là những nỗi lo sợ bởi vì đội nhà đã không thể giành chiến thắng. Áp lực không hề dễ chịu. Barca được sở hữu bởi những thành viên thuộc cổ đông. Những người được bình bầu rất dân chủ và những giám đốc trên từng bộ phận cũng được bầu chọn như thế. Thế nên, để đảm bảo quyền lực, họ chỉ quan tâm đến những mục tiêu ngắn hạn. Mối quan tâm của những người đứng đầu, mỗi người trong bọn họ là đấu đá lẫn nhau. Để rồi giờ đây, theo lời của Miguel La với Bleacher Report, đó không phải như chúng tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ để giúp đội bóng đạt nhiều thành công trong 5 năm tới. Đó không phải như chúng tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ để giúp đội bóng đạt nhiều thành công trong 5 năm tới. Nếu đội bóng không vô địch trong 1-2 năm tới, họ sẽ bị ra rìa. Tương lai vững bền không nằm trong mối bận tâm của họ. Xuyên suốt thời gian ấy, Messi không khác gì một mối sao lãng hay của nợ làm bực mình những nhà lãnh đạo. Gaspar và những người thân cận muốn tìm những cầu thủ có thể cướp cúp bạc Champions League khỏi tay của Real Madrid, chứ không phải là mối bận tâm về một cậu bé tí xíu mới 13 tuổi và đến từ một chân trời khác trên địa cầu. Tình thế của Messi buộc phải nhanh chóng được giải quyết. Cậu lại đến Barcelona vào ngày 15 tháng 2 năm 2001. Lần này là cùng với gia đình, tất cả đều háo hức với bức thư đảm bảo của Rissac và Lacuva, dù cho cậu vẫn chưa chính thức ký hợp đồng. Nhưng những cơn mây đen lại kéo đến đầy u ám, thậm chí vị chủ tịch tương lai là Laporta và cánh tay phải của ông là Everest Mota, những người đã cùng nhau xây dựng đế chế Barca những năm về sau, nhờ vào tài năng của Messi, lúc ấy cũng phản đối việc ký kết. Họ nói đó là nỗi xấu hổ khi câu lạc bộ chỉ là tuyển dụng một cầu thủ quá trẻ. Parreira, ông cho triệu tập một cuộc gặp mặt với mọi giai tầng ở Camp Nou, nơi mà có cả những nhân vật trong văn phòng chủ tịch cũng có mặt. Họ phải đưa ra quyết định xem có ký hợp đồng với cậu bé hay không. Tình thế hết sức căng thẳng. Có một sự phản đối rất lớn khi cho rằng ký hợp đồng với cậu bé là một điều điên rồ. Việc đó quá tốn nhiều tiền. Cậu quá nhỏ tuổi. Cậu bị chế nhạo chỉ là một cầu thủ futsal. Có quá nhiều rủi ro. Điều gì sẽ xảy ra nếu việc điều trị bằng hormone không có hiệu quả? Và mối quan hệ với Newell's Old Boys, họ sẽ đòi hỏi gì ở cậu? Họ sẽ thương thảo để có được 2 triệu peso, tương đương với 12.000 euro. Điều này được đề cập trong quyển sách Huyền bí Messi của Zola.